Thưa quý vị, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng kết nạp công nhận chính thức 1.850 đảng viên mới. Việc theo dõi quản lý đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc tạo nguồn phát triển đảng viên trong ngành giáo dục còn nhiều khó khăn. Vấn đề này đang được ngành và các địa phương tập trung khắc phục với nhiều giải pháp cụ thể. Cũng như nhiều đơn vị trường học khác trên địa bàn, thời gian qua, chi bộ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền đặc biệt quan tâm việc phát triển đảng viên mới. Nhà trường hiện có 80 cán bộ, giáo viên, người lao động và hơn 1.200 học sinh. Không chỉ tạo nguồn phát triển đảng trong cán bộ, giáo viên, gần đây đã có một số trường hợp học sinh được bồi dưỡng để xét kết nạp đảng. Xây dựng những cái phong trào đoàn và nhiều mô hình hoạt động trong nhà trường để cho các em tham gia vào, để từ đó chúng tôi mới phát hiện ra nhiều quần chúng ưu tú trong học sinh, để chúng tôi phát hiện và dự nguồn là các lực lượng trẻ trong học sinh, để từ đó chúng tôi tiến đến là gửi các em tham gia vào học các lớp cảm tình đảng. Trong nhiều năm qua, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được nhiều đảng viên là những học sinh xuất sắc trong các trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Phan Chu Trinh, Phan Thành Tài. Việc tạo nguồn phát triển đảng ở các trường Trung học Phổ thông hiện đang lan tỏa tại nhiều đơn vị khác. Tuy nhiên, thực tế, việc phát triển đảng viên mới trong đội ngũ nhà giáo còn hạn chế nhất định so với tiềm năng hiện có. Tỷ lệ đảng viên trong cán bộ công chức viên chức của ngành giáo dục mới chỉ có 27,5%. Chúng tôi tập trung vào cái đối tượng thứ nhất là giáo viên và học sinh ở trường trung học phổ thông. Thì trên cơ sở đó chúng tôi sẽ hướng dẫn cái quy trình, lộ trình tạo nguồn và kết nạp đảng viên là giáo viên, và đặc biệt là sẽ hướng đến là kết nạp đảng viên mới là học sinh trong cái trường trung học phổ thông. Các cấp ủy trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục cần xác định việc đứng vào hàng ngũ của Đảng là một yêu cầu đối với các giáo viên, người làm việc trong ngành giáo dục, và khuyến khích lựa chọn các giáo viên là đảng viên và có chuyên môn năng lực tốt để bổ nhiệm các chức vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp để tạo động lực cho lực lượng giáo viên đang là quần chúng phấn đấu vào Đảng. Công tác phát triển đảng trong trường học các cấp góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Chính vì vậy, Đảng bộ Đại học Đà Nẵng và Đảng bộ các quận huyện đang tích cực tập trung chỉ đạo các trường học làm tốt công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên, phát huy hết tiềm năng trong đội ngũ nhà giáo và cả học sinh, sinh viên.